ta thường nói là bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất, bệnh từ miệng vô, họa từ miệng ra. Thì chinh bơi 36 lát, 36 lát có nghĩa là đi qua đi lại thì gọi là một lát, cho nên 36 lát có nghĩa là 72 lần, là tương đương với một hoai, là đốt được khoảng 350-400 calori, tương đương ăn với một chén cơm, chưa có tính thức ăn nha, chỉ là một chén cơm á, là cỡ 400 calori, 300-400 calori, cho nên nói để các anh chị sau này suy nghĩ. Trước khi ăn một chén cơm thì phải suy nghĩ một ngày mình chỉ ăn được có 1.200 calori trung bình thôi, tùy theo cái cơ địa của mọi người, nhưng mà khoảng đó, cho nên ăn vô phải bằng với cái lượng đốt ra, còn nếu mà dư lại thì một tuần một ngày dư 500 calori thì một tuần mình sẽ lên một thao, hai tuần mình sẽ lên một ký, từ lượng ký, cho nên đó là một trong ví dụ cho anh chị xin hiểu, để mình có thể khi mà mình đứng ăn vào trong miệng mình sẽ suy nghĩ là mình có nên ăn chén cơm đó hay không. Nếu ăn thì phải bơi một tiếng đồng hồ để đốt những chén cơm đó. Bye.